Chiều nay mình ăn cháo hột vịt lộn nha các bạn. Đây hột vịt lộn đã luộc rồi nè. Có dĩa nước mắm, ớt, mắm tông nha. Đây là tiêu để có cho cháo nè. Đây, còn rau ăn kèm đây có hành, mướp, rồi lá mồng tơi, có nấm kim châm nữa. Rồi. Đặc biệt là không thiếu cái dĩa lá tía tô. Đây dùng cái nồi cơm điện để nấu lẩu. Khỏi dùng cồn. Rồi mình nấu cháo bằng nồi cơm điện luôn nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thôi. Vịt lộn vô nha. Miếng gừng vô nữa. Cái gì ta? Mướp. Lá mồng tơi, giá đâu thì lấy giá gì? Giá mồng luôn. Thì giờ lấy giá nấu kim châm luôn. Trời ơi, bọt luôn. Trời lạnh ăn lẩu. Cho hành vô nó ngắt về cho nó quá cháy. Lạnh quay. Cái này quay cận cảnh như là cháu nồi cháo. Nồi cháo nhiều. Đây. Nó trứng nguyên rồi. Đây. Trứng đó mới ngon, đó trứng đó đem sò me cũng ngon. Chờ nó sôi lên nữa ăn thôi. Tắt. Hả? Tắt. Đây, nó bị. Đây các bạn. Chờ mình đập cứng ra chén lên nha. Sẽ thêm vô là mắm tiêu, với ngắt miếng đỏ lý vô, sòi một rã quá. Chan vô miếng mắm đông nữa. Vô vài lá tía tô nữa đi.
quá. Ấm bụng luôn. Ngồi xuống thấp đi. Trời mưa mà ăn ấm ấm vậy ngon quá. Mời các bạn nghe đây, người cháu phải hút mới được, chúng ta lắm quá. Đây là cái con hồng được này. Chấm nước mắm. Có cái giỏ rớt ra đây, rớt cái đằng không nóng, rớt đằng không bóc ra từ rớt cái đằng như đào nữa ngon quá rồi đó. Tiếp tục đúng không, hoặc nước không nước ăn nó hơi bùa chít không. Không biết mình sai những cái đồ gì quên để tới nhà nữa. Vậy cũng được, nếu mà mua đồng, cô đồng đâu có đồng sai không có đâu, không có, khi có khi không đâu phải mà có, mà bây giờ chiều nữa. Còn mà cô đồng thà mua về đồng chứ nó không đồng phẩm. Cô hẳn là mua ngoài. Còn trong mấy quán nó bán đúng hạn, xong nó bọn nó bán rẻ hết. Còn cái lợn này ngon. Dừa ha. Chén nữa. Chén này là ăn dê mốt. Đừng rớt nặng luôn. Mệt quá. Cho thêm ngò rí vô nữa này. Tánh thơm kêu vô bảy anh này nãy nó hơi ngọt. Không bớt nước rồi.
gì ở mới đó là no hay gì? Dài dữ lắm phải không? Rồi, cái này mình đổi nước chấm luôn là chấm muối ớt tóc chấm cháo rồi chấm ớt mà giờ rồi ăn theo kiểu đường chung mình đổi chấm ớt ớt bỏ tiêu của cái thịt thịt nhỏ mớp này có đầy đủ gia vị tiêu luôn. Cái dọc đường mà bán cháo cua đồng ở bờ sông đến chỗ trồng luôn á, như dẹp hết luôn sao? Không. Đấy. Ở cái gì? Mà làm quá thì. Là nguyên đó là thuộc ăn quán đó. Nếu mà làm được ăn đó. Mày mà nói nó mặn. Bán để làm thiên nhiên đó à, tại thiên nhiên dữ nha. Ngọt thì mình phải bỏ nắng thì vô quá không sáng lại cho điểm quá ngọt luôn. Mất không ạ? Quay như đây thôi, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại ở cái video sau. Mình sẽ làm những cái món khác nữa.